Sanh con ra thì mình lúc nào mình muốn con mình nó bụ bẩm. Mình mà thấy mà con mình nó nặng ký hơn con hàng xóm hay là bạn bè thấy mình, thấy mình cũng vui đúng không? Nhưng mà không phải tất cả trường hợp thai to đều là nó đều là tốt hết. Thai to nhưng mà nó nằm trong cái giới hạn mà có thể vừa phải thôi, cho phép được. Mà trên thai to mà nó không có bệnh lý thì là tốt. Nhưng mà ngược lại, nếu mà thai to mà nó là có liên quan tới bệnh lý mà nó làm thai to, hoặc là thai to nó quá mức đến nỗi mà mình không thể sanh được, hoặc là có thể nguy hiểm trong quá trình sanh, thì nó lại là không tốt. Em bé hôm vừa rồi thì không có khám thai tại Vân Châu, nhưng mà em bé cũng đã phát hiện bị đái tháo đường ở một đồng nghiệp khác rồi, gửi lên Phương Châu sanh thôi. Thì ca đó thì lúc mình chấm dứt thai kỳ thì lúc đó nó khoảng gần 39 tuần thôi, cũng chưa đủ 39 tuần. Người ta khuyên là nếu như một vì lý do nào đó mà mình phải chấm dứt thai kỳ thì nếu được thì nên 39 tuần trở lên là tốt nhất. Nhưng mà vì lý do là ca này đã kiểm soát, có thể là mình nghi ngờ thai to mà nó kiểm soát đường huyết không được tốt, thì mình sợ nhất là cái nguy cơ thai nó đục trong bụng nãy đó. Nhá. Cho nên đôi khi mình phải cân đong đo đếm giữa lợi ích của chuyện là mình giữ tiếp tục thai đợi 39 tuần hay là mình phải cho ra sớm. Thì cuối cùng trường hợp này thì mình quyết định là cho thai ra sớm nó an toàn hơn, thì giảm được cái nguy cơ thai nó đục, nhưng mà vẫn có thể đảm bảo được thai an toàn. Thì cuối cùng bé này nó ra vẫn an toàn, nó khác gần 4 tháng rưỡi. Cho mỏi như miệng nhỏ xíu và như dép rồi chưa thấy mưa quá trời luôn, bắt nó quay lại. Dạ mày, dép không? Dạ.